Hôm nay các bạn sẽ qua cái phần bài biểu đồ ha. Paragraph đầu tiên của tháng luôn. Đây là bài thi cũ nhưng sẽ là lý thuyết cho các bạn áp dụng cho các bài tương đương, hay cụ thể đó là bài thi vừa rồi. Hôm nay các bạn sẽ được học cơ bản luôn ha, cơ bản về cách viết, cách dùng từ, thầy có ghi sẵn hết nha các bạn. À, cách dùng từ trong cái bài biểu đồ như thế nào đó. À, bao gồm cả gửi tiếng Việt, tiếng Anh, cái từ vựng đồng nghĩa và những cái câu ví dụ cụ thể ha. Rồi, các bạn vô ha. Thầy sẽ hướng dẫn cụ thể luôn. Cứ viết từ từ nha. Thầy dặn nữa nè, hôm nay các bạn có thể là sẽ được làm hai bài luôn nha. Nghĩa là bây giờ mình sẽ học bài này xong, chút nữa mình sẽ có một bài luyện tập luôn, tại vì nó trùng. Cách học của mình là các bạn sẽ học một bài cụ thể và sẽ học được những cách viết và cách dùng từ áp dụng cho các bài khác luôn. Thì đây là các bạn khá là chắc cũng có từng biết về những cái phần phần bài mà tôi up rồi. À, còn các bạn cơ bản thì hôm nay sẽ được hướng dẫn luôn nhé. À, quên quên, đang lớp cơ bản, thầy nhầm. Rồi. Các bạn hôm nay thì sẽ học và chút nữa các bạn sẽ được làm thêm bài. Được thì chút nữa các bạn sẽ học luôn ca số 2 ha. À, nghĩa là hôm nay mình hai bài mình sẽ luyện tập, có thể luyện tập được cả hai bài luôn. Là bài hôm nay, bài bây giờ mình đang học nè. Và chút nữa một cái bài tương đương cho các bạn luyện tập. Được thì chút nữa các bạn nên ở lại học hai cả hai luôn. Cũng sẽ luyện tập một cái bài y chang như vậy. Rồi thầy nói chút xíu ha. Cái phần bài biểu đồ của các bạn là thi chung với cái phần viết tiểu luận. Mà tiểu luận thì đợt sau mình mới học. Các bạn sẽ thi một tiếng ha. Và cái phần bài biểu đồ này các bạn sẽ làm trong vòng 20 phút. À, nhưng mà thầy sẽ hướng cho các bạn viết gọn luôn. Nghĩa là các bạn sẽ nắm một cách viết, cách dùng từ, cách lập luận ý tưởng của từng phần đề, của từng loại vở bài. Mình sẽ triển khai tốt về cái trật tự ý tưởng và cách dùng từ đồng nghĩa hay là từ học thuật của nó. Nhưng mà đối với một cái bài biểu đồ thì hướng viết mình sẽ viết gọn gàng, mình sẽ không có viết phức tạp để mình dùng thời gian. À, để mình dùng thời gian cho cái phần điểm gấp đôi, đó là cái phần tiểu luận, thì đợt sau mình sẽ được học ha. Hôm nay các bạn sẽ qua một cái dạng bài biểu đồ cột. Thầy nói chút xíu, đối với cái phần bài biểu đồ thì mình sẽ có nhiều loại, nhưng mà thầy sẽ hướng hầu như là cho các bạn kiểu viết của từng loại luôn. Kiểu viết chung luôn đó các bạn. À, để mình áp dụng cho các bài khác luôn ha. Thì kiểu viết như thế nào đó, chút nữa thầy sẽ hướng dẫn cụ thể dựa trên bài hôm nay. Còn gì khác nữa thì qua từng phần thầy sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn nắm cái nền trước nhé. Đây là một cái đề thi cũ, à nhưng mà thầy sẽ áp dụng cho, nó cũng cũ lắm nha, nó cũng sau Tết rồi. Và đồng thời cái bài này là trùng với cái bài thi của 23 tháng 7 vừa rồi. Thì có thể là cái bài 23 tháng 7 đó là bên lớp tăng cường. À, học xong hôm nay thầy sẽ nói về lớp tăng cường cho bạn nào chưa biết luôn nhé. Là có thể là các bạn sẽ được học luôn lớp tăng cường thứ sáu này để luyện tập cái bài trùng với bài hôm nay, đó là bài thi luôn đó các bạn, bài thi của bữa 23 tháng 7. À, y chang luôn đó các bạn, y chang kiểu viết luôn ha, còn nội dung thì tất nhiên khác rồi nhưng mà sẽ cách viết nó giống. Rồi mình vô ha, các bạn coi thử nè. À, biểu đồ bên dưới đưa ra tỷ lệ phần trăm của trẻ em tại trường học school children, chính là những học sinh, những lứa nhỏ để đi học các bạn, thì nói chung là học sinh chủ yếu là lứa tiểu học hay cấp 2 ha. Thì học cách chơi các loại dụng cụ âm nhạc khác nhau trong 3 ngày. Cái này là cái 3 ngày này là thời lượng lớp học nha, thật ra nó chỉ là một cái ý chung thôi, là mỗi lớp này đều là lớp 3 ngày hết á. À, rồi nhớ nha, nói chung đây là lớp học 3 ngày nha các bạn. Tại có một số bạn thắc mắc 3 ngày sao để đây là 3 năm, không phải nha các bạn, coi chừng nhầm. Ở đây là lớp học 3 ngày ha. Đối với một cái biểu đồ các bạn thấy cái gì đây, mình có bốn cột đúng không, tương đương với bốn loại dụng cụ âm nhạc, hay cụ thể đó là số phần trăm học sinh đi học tại môn này. À, tại cái lớp này ha.
Thì bốn cột này nó viết chung, nó vẽ chung với nhau. Đó là nó sẽ so sánh số phần trăm học sinh học của bốn môn này với nhau ở từng thời điểm cụ thể. Ở từng thời điểm cụ thể. Và đối với những bài mà có yếu tố thời gian, là những bài có nói về sự biến đổi theo thời gian đó, thì mình sẽ có ý tưởng nói về xu hướng, nghĩa là tăng giảm ha. Thì tăng giảm như thế nào đó, chút nữa trong phần thân bài mình sẽ phân tích ha. Cổ nhìn chung ở phần thân bài. Rồi còn một cái yếu tố nữa, yếu tố này hầu như là bài nào cũng phải có, đó là so sánh. Thì so sánh hơn kém. So sánh hơn kém ra sao thì chút nữa cũng sẽ làm ở yếu tố ý tưởng ở khổ nhìn chung và thân bài ha. Rồi mình vô ha. Thì thầy nhắc lại là mình sẽ thấy bốn cột tương đương với bốn lớp học của các loại dụng cụ, bốn loại dụng cụ ha. Đơn vị là phần trăm, nghĩa là nó sẽ so sánh số phần trăm học sinh ở mỗi lớp theo từng thời điểm. Rồi các bạn nhớ ha. Thì đối với cái phần bài như vậy thì thầy sẽ có bài nào cũng như vậy ha. Thầy sẽ có cái phần gợi ý bao gồm tiếng Việt nè. Chủ yếu là sẽ cho các bạn còn yếu á hình dung được trật tự từ. Thật ra là cái này là thầy dịch lại từ cái câu của thầy viết à, cho các bạn hình dung lại cái trật tự ha. Còn các bạn nào khá rồi thì có thể chủ động viết luôn dựa theo cái gợi ý hay dựa theo cái phần tiếng Anh là được rồi. Và cái cần nhất đó là từ đồng nghĩa hay là từ học thuật đó. Đồng nghĩa và từ học thuật để mình làm. Thì nói chung biểu đồ thì chủ yếu từ đồng nghĩa là nhiều, tại vì cái ý nó sẽ bị trùng. À. Rồi, chút nữa xuống nhiều lắm nha các bạn, nhiều cách viết lắm nha, thầy cho rất là nhiều nha. So sánh chung rồi liệt kê giá trị nè. Đó thầy gửi mấy cách viết luôn. Thì chút nữa xuống mình cứ viết thoải mái, cứ viết từ từ để thầy hướng dẫn nha. Rất là nhiều nha các bạn. Nhưng nói chung bài hôm nay cũng ngắn à, không có dài nha. À thầy quên nói cái bài này các bạn sẽ viết ít nhất cho thầy là 100, đó là bài thi luôn á, yêu cầu luôn á. 150 từ, không có tối đa, không có giới hạn tối đa nhưng mà tối thiểu là 150. Và thầy hướng cho các bạn viết trong 150 đến dưới 200, đến 200. Tốt nhất là dưới 200 nha các bạn. Viết cỡ chừng chừng 170 hay 180 được rồi. Đừng viết dài quá ha. Thì chút nữa mình sẽ được hướng dẫn cách dùng từ cụ thể và sắp xếp gọn gàng luôn. Tại vì các bạn biết rồi, thời gian không có nhiều. Mình viết cho chắc luôn, viết gọn để cho nó hoàn chỉnh từ ý tưởng đến ngữ pháp và từ vựng. Tránh trường hợp là các bạn viết dài quá nó là bị thừa và thậm chí là bị xuất hiện lỗi. À, rất là phí ha. Các bạn coi một số bài mẫu giám khảo. Ừ, các bạn sẽ được học trên cả nền bài giám khảo luôn nha. Bài nào của giám khảo thì thầy sẽ nói cho các bạn biết đó ha. Đó là cái bài giám khảo mình sẽ được học luôn. Nghĩa là các bạn sẽ được học cụ thể nhất đó là trên nền và cách viết, cách dùng từ của giám khảo. À, và bài của thầy. Thực ra bài của thầy cũng sẽ dựa theo cái cách thức đó để thầy triển khai ra cho những cái bài thi. Cho nên các bạn cứ học kỹ từng bài tại vì nó sẽ chung cách viết nha. Các bạn học là sẽ thấy. Chút nữa làm là các bạn sẽ biết à. Và à, gì nữa ta? Nói sao? À, sẽ chung cách viết ha. Và các bạn cứ nắm kỹ từng ý cho thầy viết và ráng nhớ luôn nhé, nhớ cách cách dùng từ và cách dùng ý luôn. Thầy vẫn sẽ mở rộng những cái từ vựng cho các bạn triển khai theo cách làm của mình luôn ha. Nhưng mà thật ra cái task one này biểu đồ thì cái ý tưởng nó không có nhiều. À, chủ yếu là mình sắp xếp logic, sắp xếp logic lại những cái ý tưởng so sánh và đối chiếu, so sánh và xu hướng như thế nào thôi. À, còn bên biểu đồ ở bên tiểu luận á, ý tưởng nó mới nhiều nha. Rồi thôi mình vô nha các bạn, cái này mình sẽ hướng tới viết gọn thôi. Ráng viết 15 phút thôi. À, ý là vô thi nha, còn bây giờ cứ viết thoải mái. Rồi thôi mình vô ha. Đầu tiên mình sẽ nói là cái biểu đồ bar graph hoặc là chart đều được. Đưa ra so sánh, rồi cái này cũng là đưa ra hết nha. Các bạn muốn xài chữ nào cũng được. Cụ thể là đưa ra đơn vị gì là tỷ lệ phần trăm ha. Thầy có ví dụ sẵn luôn nè. Tùy bài, ví dụ như cái bài nó nói về con số cụ thể là the number. À. Rồi, tỷ lệ phần trăm về cái gì? Đối tượng đang so sánh đây là
Phần trăm về lượng trẻ em, số phần trăm về trẻ em ha, học bốn cái loại nhạc cụ trong 3 ngày. Cái này các bạn viết đầy đủ lại cái vấn đề nhé. Nhớ là sau cái the percentage hay là the number, the amount, viết cho thầy mệnh đề quan hệ hết nha. À, cái đây thì là cái ví dụ mẫu của thầy, các bạn có thể tự đổi khác nha. Tổng thời gian, cái này thì học một cách viết luôn cho các bạn dễ nhớ ha. Thực ra nó còn nhưng mà các bạn học cho thầy một cách viết nhé. Rồi, nhớ cho thầy luôn ha, một cách viết cái mở bài trước luôn. Biểu đồ đưa ra đơn vị cụ thể. À, đây, ở đây cụ thể là tỷ lệ phần trăm. Đối tượng đang nói là trẻ em, nhớ là mệnh đề quan hệ cho thầy. Tại vì sao the percentage, the proportion of the figure four dùng mệnh đề quan hệ ha. Rồi, các bạn viết cho thầy trước đi ha. Tất cả các bạn viết vô ha. Hôm nay có thể mình sẽ viết 2 bài luôn đó, cho nên các bạn cứ viết từ từ. Và ở lại học thêm ca sao để mình làm cái phần bài thứ hai. Ở trong đây thầy có để luôn rồi nè. À, chút nữa mình viết luôn ha. Bài này thì dễ viết nữa, nó chỉ có 2 cột thôi. Rồi các bạn viết đi, tất cả các bạn viết đi. Các bạn lựa từ nào cũng được. Xong hôm nay về các bạn vẫn sẽ phải viết nộp lại cho thầy nữa. Có nha. Chút nữa thầy sẽ đưa email, các bạn sẽ nộp lại bài cho thầy nữa. Nghĩa là sổ riêng luôn. Tuần này thì có thể biểu đồ, nếu mà các bạn học luôn cả tăng cường á, là khả năng các bạn sẽ viết từ 2 cho tới 4 đề nhé. Các bạn khá là khả năng viết tới 5-6 đề. À, thì nói chung là để thầy soạn, thầy đưa vô. Tại vì có một cách viết thôi, cho nên các bạn sẽ viết rất là khỏe. À, nói chung học với thầy thì viết rất là nhiều nha. Nghĩa là một cách viết sẽ áp dụng các bài khác. Thậm chí là tiểu luận cũng vậy. Ý tưởng và từ vựng chủ đề, thường là thầy sẽ áp dụng là chủ đề ha. Ví dụ như về chủ đề giáo dục, chủ đề môi trường gì đó sẽ có ý tưởng và từ vựng ha. Sẽ áp dụng cho các bài tương đương ha. Đợt tới mình học cái tiểu luận là sẽ có sự vận dụng như vậy. Rồi viết đi các bạn, viết cho thầy câu đầu tiên trước đi nhé. Ở bên Phi viết luôn đi. À, viết đi. Có bạn nào không hiểu ý chỗ nào cứ cứ nhắn vô ha. Khỏi cần bật micro cũng được, cứ nhắn vô là thầy sẽ hướng dẫn lại. Các bạn cứ có thắc mắc gì cứ nhắn vô lớp, tại vì thầy sẽ coi bên điện thoại nữa để thầy theo dõi ha. Rồi làm đi các bạn.
À, ok, thế thế rồi. Không, tôi thấy rồi. À, tưởng Xuân chưa vô. Rồi viết đi các bạn ha, cứ viết đi. Còn bạn nào viết xong rồi coi cái ý bên dưới giúp thầy luôn nha. Coi cái ý tiếp theo luôn. Tại vì dễ, nó không có khó đâu. Rồi các bạn cứ viết đi ha. Ở đây thì thầy sẽ sửa theo cái tổng quát cơ bản trước nha. Còn sửa chi tiết gì thêm thì thầy sẽ các bạn nộp, thầy sửa lại hết. Còn bạn nào thí dụ à không đó, các bạn cứ viết đi. Rồi. Nhớ là phải nộp bài lại hết nha các bạn. Viết đúng trật tự nha. Biểu đồ cột thể hiện đơn vị rồi mệnh đề quan hệ là gì? Là đối tượng đang nói. À, đối tượng đang nói. Rồi đúng rồi. Các bạn có thể bấm cái file bài ra coi cho nó dễ nha. Tại đây thầy sửa bài cho nên thầy phải bật. Rồi chuẩn bị khổ nhìn chung nhé. Nhớ là viết cho thầy kỹ từng động từ, từng danh từ, có thêm mét hay không thì chú ý cho thầy luôn nhé. Đây là những điểm lỗi cơ bản mà có thể bị trừ điểm. Chắc chắn bị trừ điểm chứ. Nếu mà phát giám khảo thấy là sẽ trừ điểm nha. Mấy cái lỗi cơ bản số nhiều số ít danh từ đếm được thì mét hay gì đó. À. Cho nên là vô thi cũng vậy, thầy hướng cho các bạn viết là không có viết ẩu mà mình viết kỹ luôn. Có nghĩa là viết xong mình sẽ viết từ từ để mình chỉnh cái yếu tố ngữ pháp từ vựng luôn. Là viết xong á, tốc độ trung bình thôi, thầy không có kêu quá nhanh mà không quá chậm, mình lập làm quen luôn. À, lúc mà viết là chú ý luôn cho thầy à, thêm S hay không đó. Rồi. Qua câu khác luôn. À, thiệt. Nếu mà các bạn muốn viết điểm tốt thì phải nắn từng câu nhưng mà không để chậm quá. Mà muốn như vậy thì viết cho nó quen luôn, nắm được cách viết chung luôn. Thì như thầy nói là sẽ có bài trùng đó. À. Thì các bạn biết mà chỗ đó mình sẽ viết cái gì. À, là sẽ tránh trường hợp bị lỗi ha. Rồi, đúng rồi. Nói này dễ ha, mở bài thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Thầy khuyên các bạn viết một kiểu như vậy ha, các bài khác thầy cũng sẽ xài luôn, kể cả những cái biểu đồ tròn hay đường này nọ. Có nhiều bài mẫu viết hay nhưng mà nó viết dài quá các bạn khó nhớ lắm. Đây là cách viết của giám khảo đó các bạn. Mình sẽ viết đây là cách viết giám khảo, các bạn học viết cách hiệu quả nhất luôn, đơn giản nhất cho dễ nhớ nha. Rồi đúng rồi. Okay, the rồi khổ nhìn chung nha, bạn nào viết thì cứ viết tiếp ha, chúc thầy sửa tiếp. Khổ nhìn chung, à mình sẽ có hai ý tưởng nói cho khổ nhìn chung đối với loại bài này. Thường là đối với cái bài có yếu tố thời gian, thứ nhất là một cái ý tưởng chắc chắn phải có cho khổ nhìn chung, đó là so sánh, chắc chắn rồi. Và một cái ý tưởng nữa đối với bài có yếu tố thời gian. Thì như đầu giờ nãy thầy nói là khi có yếu tố thời gian thì sẽ có nói về biến đổi ha. Biến đổi.
Theo thời gian, sẽ có biến đổi theo thời gian. Vậy thì biến đổi theo thời gian là nó có những ý tưởng gì? Thì cũng là các ý tưởng cơ bản hầu như ai cũng biết hoặc là có thể biết là tăng, giảm, ổn định và bất ổn định. Các bạn thử nhìn nè. Khi mà dựa theo yếu tố thời gian thì cách viết này nó lại là tương đương với cách viết của biểu đồ đường. Thực ra là khi mà nói về biến động về thời gian là cách viết của biểu đồ đường đó các bạn. Cho nên là hôm nay mình học như vậy là áp dụng được biểu đồ đường luôn đó. Kỹ cho thầy ha. Thực ra cái biểu đồ cột này nó có những cái bài là không có thời gian. Mà không có thời gian thì không có nói về biến đổi tăng giảm ha. Thì cái bài đó lại viết khác nữa. Cho nên là mỗi phần thì thầy sẽ nói cụ thể. Giống như bài hôm nay là mình sẽ thực ra cách làm này là của biểu đồ đường đó. Cách ý là thầy nói cách làm thôi ha. Chứ mình không có ghi chữ biểu đồ đường cho nghe coi chừng nhầm đó. Rồi mình nhìn nè. Cái số phần trăm của lớp guitar theo thời gian từ 2005 đến 2015, nhớ là mình phải tính thời gian tổng ha. Khổ nhìn chung thì mình sẽ xét từ đầu tới cuối, nghĩa là tổng chu kỳ. Phần trăm của lớp guitar tăng rất là rõ ha, thậm chí là tăng mạnh luôn. Lớp piano ha cũng tăng luôn. Rồi có cái lớp drum là lớp trống á, thì cái này cũng tăng luôn các bạn, mặc dù nó có một cái thời điểm là giữ nguyên là ổn định á, nhưng mà cái điểm cuối lại tăng. Thì cái này không sao, chút nữa vô phân tích chi tiết từng mốc thời gian thì mình sẽ nói cụ thể ha. Ở đây thì mình xét chung trước đã, là xu hướng đây cũng là ổn định rồi, tăng. Vậy thì mình sẽ gom chung với tăng luôn ha. Nhìn chung mà, chỉ là khổ nhìn chung tổng quát thôi. Và cái đường này, cái môn này, violin, các bạn thấy sao? Nó giảm. Vậy thì chỉ có hai xu hướng thôi. Và mình chỉ cần viết hai câu là đủ. Hai câu nói về xu hướng. Cụ thể đó là xu hướng tăng cho cả ba môn. Và xu hướng giảm là riêng cho môn violin. Hai câu xu hướng thầy có ghi sẵn ha, xu hướng chung nhé. Thì hai câu xu hướng các bạn coi nè. Đầu tiên thì các bạn nào nắm được tiếng Anh thì coi tiếng Anh luôn ha, cho nó nhanh. Còn bạn nào chưa cứng thì có thể coi gợi ý thêm tiếng Việt thôi. Chủ yếu là gợi ý thêm cho các bạn hình dung ha. Rồi, it is clear đó. Thực ra còn chữ khác nha. Này chút nữa chắc thầy bổ sung thêm cho. Giám khảo xài con chữ này thôi đó các bạn. Clear that. Clearly show that cũng được. Appearance that cũng được. Còn nhiều lắm. Nhưng mà thực ra chỉ mình chỉ viết có một lần thôi. Thành ra thầy nghĩ phải đổi đâu. Rõ ràng rằng là tổng quát video đó. Câu này thì một lần nữa thầy lặp lại cái chữ tỷ lệ đó các bạn. Các bạn biết chữ tỷ lệ rồi ha. Giống như nãy luôn. Tỷ lệ trẻ em tham dự. Thầy đổi chữ luôn rồi đó các bạn. Tham dự hay là một cách nói của chữ học á. Nè, đúng rồi. Chung nơi thầy cho thầy. Rồi, nói chung là đổi cho sẵn cho cái chữ học nữa các bạn. Tham dự lớp guitar, piano, drum nè. Tăng. Các bạn không cần ghi tăng mạnh đâu. Tại vì cái này mình ghi chung thôi à. Chưa, hai thằng tăng mạnh như thằng này không có tăng mạnh nha. Cho nên các bạn chỉ cần ghi chữ tăng thôi. Coi chừng nhầm á, tưởng ghi thêm nó sai. Over the period. So, đây là từ đại diện lại cho tổng thời gian nhé. Đây là từ đại diện lại cho tổng thời gian. Các bạn đọc này là hiểu đúng không? Thông qua chu kỳ được thể hiện chính là tổng thời gian đó. Trong khi đó, rồi như thầy nói thì sẽ có hai xu hướng. Sẽ có hai xu hướng, nghĩa là sẽ có hai câu nói về xu hướng. Thì mình sẽ dùng liên kết từ ha.
Và cái chữ dễ nhất ai cũng biết đó là chữ tuy nhiên. Và những cái chữ khác thầy nghĩ chắc các bạn cũng biết luôn, đó là chữ trong khi, chữ nào cũng được ha. Thậm chí là các bạn muốn xài cái chữ mặc dù vẫn được luôn. Đó, nhưng mà trong video thì thường chủ yếu xài cái chữ tuy nhiên trong khi là nhiều. Các bạn muốn xài chữ mặc dù vẫn được nhé. Số liệu cho cái này thì thầy sẽ xài lại cái chữ số liệu cho ha, là các bạn biết cái gì rồi đúng không? Tùy các bạn đổi cái khác cũng được ha. Số liệu cho violin. Được một cái là cái chữ số liệu cho các bạn dễ biết nè. Cái chữ số liệu cho thì một các bạn muốn ghi rõ ràng lại là số liệu cho trẻ em tham dự lớp violin vẫn được, ok ha. Còn một cái nữa đó là số liệu cho cái tên biểu đồ hay là tên cột đó, cụ thể đó là violin là được rồi. Cái chữ figure, the figure four nó sẽ dễ biết hơn. À, số liệu cho cái môn này, cái dụng cụ này là giảm ha, giảm đó. Thì thầy có cho sẵn các loại từ tùy các bạn chọn. Một là các bạn xài động từ ha, thì thầy có ghi sẵn động từ của quá khứ đơn nè. Cái này thì nó sẽ xài danh từ à, nhưng mà sẽ đi chung với động từ là trải qua hoặc là cho thấy, tùy các bạn chọn. Thật ra còn nha, nhưng mà chút xuống dưới mình sẽ khai thác thêm, còn còn nhiều cách nói về, còn nhiều ý tưởng của câu nói về xu hướng lắm. Thầy tập từng câu cho các bạn luôn. Thực ra là ở đây thầy đã đổi sẵn rồi đó. À, thầy đổi sẵn cho tránh trùng chữ rồi đó. Các bạn coi tiếng Anh là thấy. Rồi, trải qua sự giảm hoặc là các bạn ghi giảm luôn cũng được. Còn câu trên đây thì, câu ở đây chứ, thì thầy xài cái chữ có. Thì nếu mà thầy xài cái chữ có, các bạn chú ý cho thầy đó là there. Do nó là có tỷ lệ tăng trong cả 3 lớp, có nghĩa là tới 3 số liệu lần. À, cho nên thầy xài số nhiều ha. There were increases trong tỷ lệ trẻ đó. Ừ. Rồi, vế sau thì giống rồi. Rồi các bạn ghi cho thầy đi ha. Ghi đi, thầy sửa tiếp nè. Rồi các bạn ghi tiếp đi ha. Bật cái màn hình hơi khó nhìn cho nên các bạn bấm cái file giúp thầy nhé. Vậy thì chúc mình điểm danh cái nhé. Bạn nào có rớt mạng hay có bị vấn đề gì cứ nói ha. Ghi đi các bạn, ghi đi nhé. Thầy sửa tiếp.
Rồi các bạn ghi đi ha. Ghi đi coi ai ghi xong mà cứ coi cái ý tiếp theo giúp thầy luôn. Chừng nào mà có vấn đề gì lỗi phần nào đó thì thầy sẽ kêu tên nick của các bạn ha, nick. Để cho nên các bạn cứ ghi xong rồi coi ý tiếp theo thoải mái. Từ bây giờ chỉnh nè, Nguyễn Huy nè. Cái này là tỷ lệ phần trăm của cái người học nhé. Chỉ trường hợp em xài the figure 4 thì sẽ có ghi đó. Chỉ trường hợp em xài the figure 4 thì mới là figure 4 violin hoặc là violin classes subject gì đó cũng được. Còn proportion vẫn thuộc là phần trăm của người học cụ thể ha. Có gì chỉnh lại cho thầy. Một á, là proportion of young children gì đó learning môn này. À, chỉnh lại cho thầy, không thì the figure 4 rồi luôn. Bạn cứ học kỹ từng cái phần từ vựng giúp thầy ha. Còn nhiều lắm nhưng mà mỗi bài thì thầy sẽ bổ sung từ từ, nhiều quá các bạn không nhớ nổi đâu. Quan trọng là các bạn nhớ cứng một cái nào đó để vô thi là mình viết luôn chứ ha. Nhớ nha, mình sẽ biết cái nào là cứng cái đó luôn. Rồi có gì đó bổ sung thêm. Tại thực tế là các bạn đổi là chủ yếu là đổi cho trường hợp nó bị trùng á. Thì mình mới đổi thôi, còn có thì các bạn cứ dùng một cái được rồi. Tại vì đây thầy sắp xếp là có đổi chữ sẵn rồi nhé. Đây là cách dùng cơ bản của giám khảo luôn đó. Giờ các bạn viết nha, chuẩn bị qua cái so sánh chung nha. Các bạn coi giúp thầy kỹ cái phần so sánh chung bạn nào viết rồi á. Có hai cách so sánh nha các bạn. Các bạn cứ coi giúp thầy. Chút nữa thầy sẽ phân biệt lại, thầy sẽ phân biệt cái percentage với lại the percentage. Rồi bây giờ ghi sai chính tả nè. À, xong pha nè. Em ghi số nhiều đúng không? Sẽ là increasing trends. Hoặc em ghi dùng cái increase nó là một danh từ luôn á. Increases. Còn không thì increasing trends. Your proportion thì mét chưa ha? It is clear that proportion of children attending classes for key term, you know, term. Rồi bé à. Bé phát thì thiếu rồi nè. Thiếu cái động từ tăng ha. Tỷ lệ phần trăm trẻ ở đây tăng đâu chỉ thiếu học rồi ok cái này là vân ơi vân tiếp vân hả à. Đâu có số ở đây. So a decrease. Có một cái thôi thì đâu có mà đem, chắc ghi lộn quá.
So, degrees. So, draft cũng được. À, để thêm bổ sung từ đồng nghĩa ha. Quên, tăng giảm đi. Các bạn để thầy cho thêm từ đồng nghĩa nhé. À, có nè. Rồi, so sánh chung nha các bạn. So sánh chung nhé. Chúng ta sẽ sửa khúc dưới. Xong so sánh chung nhé. Cứ viết từ từ nha các bạn. Tại vì hôm nay mình cứ viết hết tới 2 bài lận. Có thể viết tới 10 rưỡi hoặc là 11 giờ luôn á. Cứ viết đi. Cứ viết từ từ thì không gấp. Nói chung bài nào mà áp dụng được thầy khuyên các bạn nên học 2K luôn ha. Kể cả cơ bản với nâng cao luôn, làm luôn cả 2 bài. So sánh chung, rồi các bạn coi nè. So sánh chung nhé. Rồi các bạn cứ viết đi, rồi thầy còn sửa xuống dưới nữa. Rồi về phải nộp lại nữa nha. Cái này giống như bắt buộc luôn rồi đó, phải nộp lại nhé. Không nộp thì thầy nhắc. Và deadline có hết nha, là 1 tuần nha các bạn. À, nhưng mà thầy khuyên các bạn học xong, viết xong lo nộp sớm đi. Để nhớ chứ. Vừa ôn tập lại vừa nộp cho nhớ chứ. Ha. So sánh chung nha các bạn. Ý tưởng nè. Nó sẽ có hai cái ý tưởng mà các bạn có thể áp dụng. À, một dễ nhất. Dễ nhất đó là khẳng định đối tượng đứng nhất. À, cái đó trường hợp các bạn bí quá thì không biết làm sao thì khẳng định đối tượng đứng nhất cả chu kỳ là được rồi. Thì thường như này, nó sẽ có những cái bài á, này chắc để qua bên biểu đồ đường á, nó sẽ có cái khác biệt cụ thể. À, nó sẽ có cái khác biệt cụ thể như thế nào đó giữa chu kỳ, nó biến đổi ra sao thì tới đó thầy sẽ nói tiếp. Còn hôm nay bài nó cũng dở, nó cái đường nó đơn giản ha, coi như là cái đường nó đơn giản ha. Thì ở đây như thầy nói, ý tưởng đầu tiên của so sánh chung là so sánh chung thì mình có 2 ý tưởng, tùy các bạn viết cái nào cũng được. Một là khẳng định cái nhất, nghĩa là mình chỉ nói đối tượng nào đứng nhất là được. Cụ thể đây là tỷ lệ phần trăm của người học guitar là đứng nhất toàn biểu đồ. Thì cái này ai cũng biết rồi, toàn chu kỳ luôn rồi. À, nó giống như cái đường mà đứng đứng cao nhất á. Ý thứ hai đó là mình sẽ so sánh hơn, là cái ý mà hôm nay các bạn sẽ được học nè. Cái này thì nó dài một chút. À, tại vì tại cái ý nó, cái bài nó đơn giản quá, viết sợ thiếu chữ á. Thì ý thứ hai nè các bạn. Không, thầy viết bài này đưa dư đúng 6 chữ. Đó là so sánh hơn. Cụ thể đó là cái ý tưởng này cũng dễ, không có khó nha. Các bạn thấy ở đây là cái gì? Guitar and piano. Hai cái đối tượng này đều cao hơn so với 2 đối tượng còn lại, là 2 môn còn lại ha.
Nhìn rất là dễ thấy, giống như là cái đường trên và cái đường thứ hai thì nó cao hơn hai cái đường bên dưới vậy đó. Đây là ý tưởng rất là hay nè, đây là ý tưởng cách làm của giám khảo luôn nè, là mình sẽ chia đôi thành hai nhóm ra. Thầy nhắc lại đây chỉ là ý tưởng thôi, thậm chí là các bạn nói chung là các bạn chia đôi sao mà cho dễ thấy á. Thậm chí là hồi nãy cái phần so sánh nhất nãy thầy nói á, các bạn lấy một đối tượng trên đối tượng ta cao nhất nè, so sánh hơn với ba đối tượng còn lại cũng được nữa, nhưng mà vậy thì nó không đẹp lắm. Nhìn cái nếu mà nhìn cái ý tưởng đó thì cái câu nó so với cái trật tự trong đây thì nhìn không được đẹp lắm ha. Cho nên gom hai cái đối tượng cao hơn, so sánh hơn với hai cái đối tượng bên dưới. Hay cụ thể đó là tỷ lệ phần trăm của trẻ em học guitar và piano cao hơn tỷ lệ phần trăm của trẻ em học hai môn còn lại. Rồi, coi cách viết đây. Thầy sẽ giảng luôn hai cách viết rồi các bạn viết ha. Thầy sẽ giảng hai cách viết rồi các bạn viết luôn nhé. Thầy chú ý cho các bạn viết liên tục cho đông đỡ mệt. Học càng về sau càng về tối thì các bạn buồn ngủ á. Cho nên thầy sẽ cho các bạn viết liên tục. Thứ nhất, đây là cái câu dễ nhất ai cũng biết. Là mình sẽ nói là tỷ lệ phần trăm, the percentage. Thôi để thầy nói cái một cái nói lại cái ngữ pháp cơ bản này nè. Chắc các bạn cũng từng nghe về a number of với lại the number. Cái này là học rồi chứ không phải nghe nữa. Bên anh văn phổ thông đó. Này chắc là cấp 2 thôi chứ không phải cấp 3 nữa. Bây giờ thầy sẽ ghi lại hai cái ví dụ các bạn ôm lại bài cho các bạn ha. A number và the number. Thì thật ra là the percentage với a percentage nó giống luôn. Rồi các bạn coi nhé. Các bạn điểm danh cho thầy cái nha. Các bạn đợi xíu điểm danh cho thầy cái nhé.
Khoan đợi thật xíu. Rồi bây giờ thầy sẽ ghi cái tin nhắn điểm danh, các bạn chỉ cần thỏ icon. Cái gì cũng được, icon nào cũng được nha. Icon vui cũng được. Nhớ ghi đủ nha để thầy điểm danh nhé. Dạ, học luôn. Rồi. Thôi chưa? Rồi tất cả các bạn điểm danh giúp thầy nhé. Điểm danh đi rồi mình viết tiếp nè. Điểm danh cái đi rồi học tiếp nè. Rồi điểm danh chưa đủ nha, ở đây 24. Điểm danh đủ giúp thầy nhé. Điểm danh nghe không thể hỏi thăm. Rồi, ok, đủ rồi đó. Các bạn coi nè. Phân biệt giữa the number với a number. Thật ra cái này các bạn học rồi. Đó là the number. Trọng tâm thì sẽ là cái number, là con số. Rồi cái vế đằng sau, như nãy thầy nói nó xài mệnh đề quan hệ đúng không? Đó chính là vế phụ để bổ nghĩa cho number. Mình dịch cái này là gì? Con số. Cái con số, cụ thể số gì? Trẻ em học môn guitar. Thì con số này, trọng tâm là con số đúng không? Là khoảng 50. 50 đứa. Cho nên tại sao mà các bạn hay hồi đó học là the number là số ít, tại vì nó chỉ nói có một con số thôi. Nhưng cái vế mệnh đề quan hệ thì chắc chắn phải viết số nhiều rồi. Còn a number of thì nó lại tương đương với chữ sum một vài. Một vài, hai chữ này tương đương nhau đó các bạn, đồng nghĩa đó ha. Một vài, vậy thì các bạn biết một vài rồi đúng không? Thì cái a number nó lại là vế phụ, chỉ bổ nghĩa cho, hay là bổ nghĩa cho đối tượng chính là trẻ em ha. Cho nên tại sao cái vế lúc này, cái vế đằng sau thì lại là viết mệnh đề thường, thì giống như là một vài trẻ em học cái lớp này thôi, không nói về con số ha. Các bạn hiểu rồi đúng không? Bây giờ quay lại cái cách so sánh nè. Thì nếu như các bạn xài the number thì cách so sánh sẽ là, các bạn coi nè. Số lượng trẻ em mà học lớp guitar thì cao hơn hay lớn hơn, cái nào cũng được ha. Larger, higher. So với, cũng phải là so với con số.
Thầy đang ghi nguyên lại nghe cho các bạn hiểu trước nha, chưa có đổi chữ. Trẻ em học lớp violin. Các bạn hiểu cái tại sao children learning là đúng không? Rút gọn mình đề quan hệ đó các bạn. Thì thầy có ghi sẵn rồi nè, who learn, hoặc là rút gọn là bỏ đi who ha. Động từ của mình đề quan hệ lúc này nó là chủ động đúng không? Tại vì trẻ em học mà. Tất cả chuyển về phía bên cho thầy luôn ha. Cái này thầy nhắc lại nha. Tại từ quan hệ bỏ đi, động từ thể chủ động của mọi thì đều viết về phía bên hết. Nhớ, số trẻ em ở đây thì lớn hơn so với số trẻ em ở kia ha. Phải ghi đầy đủ lại ha. Thì lúc này cái chữ nếu nó bị trùng thì mình dùng chữ that, that of. Tại vì nó y chang cái the number. Thì mình sẽ ghi lại là thành that ha. Còn bây giờ quay lại cái a number. Cách so sánh của nó sẽ là các bạn sẽ đưa. Bạn nào chưa điểm danh thì kéo lên điểm danh giúp thầy nhé. Điểm danh giúp thầy nhé. Sẽ dùng tính từ so sánh hơn đằng trước cái chữ number. Rồi vế đằng sau để các bạn vẫn viết bình thường ha. Rồi nghĩa là cái số trẻ em học môn guitar đó thì nó nhiều hơn so với các bạn muốn xài chữ nào cũng được luôn nè. In comparison with hoặc là tu ha. Hoặc là tu rồi compare. Rồi compare, nhớ này dấu phẩy nha. Compare with hoặc là to thì được ha. Hoặc là đen luôn cũng được. So với trẻ em, cái này thì các bạn vẫn sẽ viết mệnh đề quan hệ bình thường nhé. Này, tại nó sao cái chữ with, sao chữ đen á. Cái này thì vẫn viết mệnh đề quan hệ bình thường. Chỉ có cái a number of lần trước thì mệnh đề thường nhé. Trẻ em mà học môn violin. Rồi, vậy là hiểu ha, hiểu sơ cho thầy cái này rồi. Bây giờ quay lại cái câu ở đây. Rồi bây giờ thầy giảng luôn đi ha, thầy giảng sau đó thầy sẽ... hỏi viết từ từ đi. Thầy giảng hai ý luôn đi ha, cho các bạn đỡ đợi lâu chút. Tại vì cái này thầy nói là các bạn hiểu rồi, chút nữa cứ viết luôn cho thầy nhé. Rồi cho nên là cái phần này so sánh thì các bạn có hai cách. Viết kiểu nào cũng được. Một là the percentages. Học sinh ở hai lớp bên trên đúng không? Thì lớn hơn so với nè, those of. Chán đó các bạn. Học sinh chọn hai lớp còn lại á, thầy đổi chữ sẵn hết rồi nha. Ở trên cũng y chang như vậy thôi. Nhưng mà các bạn đã biết rồi ha. Larger or higher. Nhớ ở đây sẽ viết mệnh đề thường ha. So với học sinh chọn hai lớp còn lại. Thân bài 1 nha. Mình qua thân bài 1 luôn đi. Xong rồi các bạn sẽ tiếp tục viết luôn ha. Và thân bài 2. Xong qua sau qua bài số 2 nha. Thân bài số 1, ý tưởng đầu tiên. Đó là mình sẽ khẳng định giá trị của thời điểm đầu tiên. Và cách khẳng định giá trị của thời điểm đầu tiên. Đó phải là so sánh. Tại vì nó chưa có xu hướng đúng không các bạn? Nó chưa có xu hướng gì hết. Vậy thì mình sẽ dùng so sánh. Cụ thể là 4 đối tượng thì so sánh hơn. Và cách làm là mình sẽ khẳng định giá trị của đối tượng cao nhất trước. Mình sẽ khẳng định giá trị của đối tượng cao nhất trước.
Thực ra là cái ý tưởng này cũng nhiều cách viết nha các bạn. Nhưng mà hôm nay mình sẽ học một cách viết cụ thể cái đã. Rồi sau này các bạn có mỗi bài thì thầy sẽ cho cách viết cụ thể như thế nào đó. À, thì bắt đầu các bạn nắm rồi đó, thì các bạn sẽ chủ động tự viết được luôn. Nói chung là khi mà mình nhiều rồi đó, thì các bạn thoải mái lắm, muốn viết theo ý mình, muốn viết cách dùng từ nào cũng được ha. Rồi, thầy nói lại. Mình sẽ khẳng định giá trị của đối tượng cao nhất trước, sau đó mình sẽ nói số liệu cho các đối tượng còn lại là thấp hơn. Vẫn là so sánh nhất đó các bạn, mặc dù ngữ pháp nó là so sánh hơn. À, các bạn hiểu ha. Khẳng định giá trị của đối tượng cao nhất trước. Sau đó mình nói là số liệu của các đối tượng còn lại là thấp hơn. Cụ thể là bao nhiêu? Rồi các bạn coi đây. À, cái này thầy cho mấy cách viết luôn ha, nhưng mà chủ yếu là cái vế đầu thôi. Cái chỗ mà khẳng định đối tượng, giá trị của đối tượng cao nhất á. Năm 2005, tỷ lệ phần trăm trẻ em học guitar tại trường ha. Thầy đổi chữ sẵn cho hết các bạn rồi đó. Là khoảng 11, nhớ là số liệu mình ước chừng thì phải là khoảng nha, phải thêm cho thầy chữ khoảng vô. Hầu như là biểu đồ mà có số liệu bên trái thì thường mình sẽ ước chừng, ghi vô cho thầy chữ khoảng ha. Chỉ trường hợp là biểu đồ bảng hay là biểu đồ tròn á, không ước chừng nó ghi sẵn số luôn thì khỏi khỏi có ghi chữ khoảng vô. Thì đương nhiên rồi, nó đúng rồi thì đâu có ghi gì. À, rồi để chung cái chữ khoảng bên dưới nha, nhưng mà chung để thầy bổ sung luôn bên trên. Rồi cái chữ khoảng ở đây bên dưới này hả các bạn, để thầy bổ sung thêm khoảng 11%. Rồi số liệu cho các môn còn lại thấp hơn nè, ở mức bao nhiêu respectively, nên có chữ này nha, nghĩa là theo thứ tự là 10 của piano đó, à, 5 của drum. Hỏi dễ à, đâu có gì khó đâu. Thì các cách viết còn lại là thầy chủ yếu là đổi cái vế đầu á. Rồi câu này là cái chữ có đó các bạn quen quá ha, there were đó. À, bao nhiêu phần trăm người đó. Cái này thì mình dùng câu chủ động luôn nè. Thường những bài mà có nói về đối tượng người, nói chung là có đối tượng chủ động cụ thể, thì mình có thể dùng câu chủ động luôn. Mốt các bạn sẽ gặp câu này nhiều. Đây là cách tránh cho trường hợp bị trùng với cách viết của chữ tỷ lệ á. Thì thay vì mình nói là tỷ lệ phần trăm bao nhiêu đúng không, à, thì mình sẽ nói cụ thể là bao nhiêu phần trăm người. À, ở dưới chứ, sorry, ở dưới. Bao nhiêu phần trăm trẻ em học guitar. Cái này thì ghi một đề thường nhé. Nó giống như là mình gọi là có 50, mình gọi là 50 trẻ em học guitar. À, nó giống như con số lượng cụ thể đó. Nhưng mà phần trăm thì gắn chữ óp như cho thầy nha. Rồi, thay đổi chữ hết luôn rồi đó các bạn. Thay đổi sẵn luôn rồi đó. Ừ. Rồi cái chữ khoảng là bên dưới nha. Có gì các bạn xuống thì lấy thêm. Còn cái này là này thì đảo ngược lại bên trên. Đúng là cái này để bên trên. Nghĩa là khoảng 11% là tỷ lệ. À vậy thôi, đơn giản. Còn phía sau các bạn giữ cho thầy đi ha. Rồi viết đi các bạn, viết đi. Thầy bắt đầu sửa tiếp nè. Rồi viết đi nhé. Thì tiếp tục sửa nè. Thì nhắc lại ở lớp thì chủ yếu thầy sẽ sửa tổng quát trước nha. Còn sửa chi tiết thêm thì tất nhiên là thầy sẽ kiểm những cái lỗi cơ bản trước. Còn chi tiết gì đó thì các bạn phải nộp lại thầy sửa tiếp nữa. Sửa riêng luôn nhé. Rồi coi tới từng nốt nhạc. Thì ví dụ như trường hợp bạn nào chưa được sửa kịp không sao nhé. Nộp riêng thầy sửa. Tại vì trong lớp thì thầy sẽ ưu tiên, nói chung là do nội dung nó nhiều, cho nên thầy sẽ ưu tiên là vừa sửa vừa hướng dẫn luôn. Ừ. Đương nhiên các bạn biết phải nộp lại chứ. Speak, writing là phải nộp lại hết. Nhớ chủ động nộp, đừng đợi thầy nhắc. Ghi thầy lu bu không có thời gian đấy. Nộp đi, thầy kiểm, thầy tầm soát, thầy sửa luôn một lần. Với thầy, mình để thầy biết tiến độ của các bạn tới đâu chứ. Speak, đặc biệt có phần âm thì phải nghe mới được.
Rồi viết đi các bạn, viết tới cái ý đó đi ha, rồi thầy xuống bên dưới. Các bạn đừng lo, thí dụ như khoảng gần cuối giờ mà các bạn có dấu hiệu đuối á, thầy biết mà, thì thường là sẽ hướng dẫn luôn. Tại vì các bạn nắm rồi thì thầy chỉ hướng dẫn thôi về viết nào lại, à, khỏi cần viết trên lớp cũng được. Nhưng mà chút nữa cuối giờ nha, ví dụ như cỡ gần 11 giờ đuối thì thầy mới giảng vậy nha, còn lại vẫn phải viết nha. Hoặc là trường hợp thứ hai là thầy đuối vẫn có chứ, dù thầy mệt thì thầy sẽ nói luôn, thôi thầy giảng luôn ha, nhưng mà sẽ giảng từ từ nha, cho các bạn nắm rồi về viết riêng. Rồi viết đi các bạn, bạn nào viết xong thì cứ chủ động coi cái ý bên dưới nha. Trường hợp có ai sai thì thầy sẽ kêu tên ha, còn không có thì thôi. Tại vì các bạn viết ở lớp như vậy cũng là một cái hướng mà cho các bạn siêng đã bị đọc ha. Với thầy coi luôn. Và thậm chí thầy chưa kêu tên thì các bạn đừng đừng nghĩ y nha. À, vẫn phải nộp lại. Nhiều khi trong quá trình nộp lại các bạn bị lỗi hay sao, có lỗi nó xuất hiện nữa thì sửa tiếp. Sửa tới sửa lui riết anh sẽ nhớ. Đừng nghĩ gì hết nha các bạn. Nhớ là vô thì các bạn viết là phải nắn nót từng chữ luôn á, phải chú ý về S hay không S đó, từng câu luôn. Thà nắn từng câu viết luôn để tránh bị sai rồi coi. Tại vì cái việc mà coi lại bài hầu như là khó lắm, vô thì mà coi lại không kịp đâu. Tâm lý nữa, không có thời gian viết lung tung, quá công cái ẩu tả cái nó là không có được ha, nếu mà muốn hướng viết cao điểm 6,5-7 gì đó. Rồi cứ viết đi ha. Ví dụ bạn nào viết không kịp cũng không vấn đề gì nha, cứ nộp liền cho thầy. Tại lớp thì có thể một số bạn hơi chậm giúp. Nhưng mà thật ra mấy bài này dễ, mà thầy giảng kỹ thì biết rồi. Ừ, Tuấn viết hay nè. Nga chia sẻ chính tả là Nga off. Cái này thầy biết em đánh máy sai, nhưng mà chú ý nếu mà thì máy tính đánh này là nó trừ điểm. Chú ý mấy cái lỗi nha. Nhớ viết cho thầy nắn nót từng dấu phẩy luôn nha các bạn. Nhất là tới cái essay á, từng ý because of, although, despite, in spite of gì đó. Là phải viết làm sao nó có dấu phẩy chấm và sao đó. Chú ý tới mức như vậy luôn ha. Nhất là những cái danh từ đếm được mà các bạn ghi số nhiều mà không thể mét nó trừ đó. Thì listening cũng vậy, listening nó bắt nhiều khi mấy cái các bạn vẫn không thể mét đó. Nó là ngữ pháp cơ bản của nó rồi. Lúc mà các bạn đọc bài chuẩn bị hay bị cái lỗi đó, cho nên viết kỹ cho thầy nha. Nhiều khi bị hoài luôn á, thầy dặn rồi báo sửa rồi mà cũng vẫn bị. Cái lỗi nó trừ điểm phí lắm nha các bạn. Thà không biết chờ để hôm sau còn biết phí lắm. Nó có khung chấm điểm á, mọi cái thang điểm là nó sẽ có cái mức độ nào hoàn chỉnh ra sao. À, Linh Hoàng, Hoàng Linh đúng không? Compare ED ha. Ủa? À, em sai in compare đúng không? Cái này là in compare reason nha. Reason nha, Linh Hoàng rồi. Linh. Trong file thầy có để đó, chú ý nha. Rồi chuẩn bị ý tiếp theo nha các bạn. Gặp nay cái máy thầy, cái con chuột của thầy nó bị hư cái cục lăn khó kéo để mài.
Chỉ một chỗ khác nữa bình thường. Bạn nào nhạy bén thì cứ coi giúp thầy ý bên dưới tiếp theo luôn đi nha. Nhiều khi các em coi là các em biết làm luôn rồi đó. Nhưng mà thầy giảng thì vẫn phải giảng từ từ. Dưới nãy thầy kẹt gác kiểm tra. Ừ, hồi nãy thầy kẹt kẹt gác kiểm tra nha các bạn. Nên nãy phút sau. Đúng rồi. Rồi cứ ghi đi nhé. Thậm chí nó dường như chưa được sửa, các bạn biết sao không? Là khi mà các bạn ghi như vậy á, rồi lúc mà nộp bài lại nó dễ. À, các bạn chỉ cần copy là thôi. Copy chuyển qua nộp luôn cho nó dễ. Còn các bạn muốn viết lại cũng được, muốn nghiệm, muốn viết lại cũng được. Thì chút là cuối giờ đi thầy nói cái phần nộp bài. Cho bạn nào chưa biết nha. Hay nè. Cái này dư hay Linh Hoàng rồi. Was around. Tại vì cái này Hoàng Linh rồi. Lower. Này thầy có hướng dẫn đó. The figure 4 mấy cái này là thấp hơn cụ thể ở mức bao nhiêu ha? Cái này thì không không ghi thêm words nha, chỉ ghi số liệu thôi. Around 5-7% respectively. Rồi Gia Hưng chú ý luôn là the percentage of students choosing, rồi một đống lỗi này chẳng sao sao the percentage thì phải biết mệnh đề quan hệ à. Student là danh từ đếm được thêm mét vô rồi who chose, còn nếu mà viết không có who thì choosing. Như bé Hân có biết cái bài là rap rồi đó, y chang luôn. Rồi, cứ viết đi ha. Chút sửa tiếp. Ý tiếp theo nha các bạn. Do nãy học à. Rồi, ý tiếp theo ha. Liệt kê giá trị của năm tiếp theo. Hay cụ thể đó là giá trị của năm 2010. Lúc này đã có xu hướng chắc chắn rồi. Tại vì hồi nãy cái giá trị của năm đầu mình nói rồi đúng không? Thì tất nhiên năm tiếp theo là có xu hướng. Tất nhiên là năm tiếp theo là có xu hướng ha. Các bạn nhìn lại thử nè. Từ môn guitar tăng à, gần như tăng gấp đôi nè. Môn này cũng vậy luôn à, cái này thì không đến nỗi gấp đôi rồi, cái này chắc mình chỉ ghi là tăng thôi à, tăng ha. Thật ra nó còn cái yếu tố gọi là ý tưởng tăng gấp đôi hoặc gần gấp đôi nữa nha. Như cái này vẫn được, gần gấp đôi vẫn được ha. Nhưng mà bài hôm nay thầy chưa xài, bạn nào nếu mà nhạy bén xài được cứ xài thử, nó có động từ double ha. Nhiều bạn nào chưa quen thì khoan nhé, đừng có xài, mà còn xài chính tả đó. Chỉ cần ghi tăng được rồi, tăng bao nhiêu rồi à, thì nói chung hai cái này tăng, còn cái này sao các bạn thấy cái gì đây không? Drum và violin đều hầu như không thay đổi, hay cụ thể mình có ý tưởng đó là ổn định à, ổn định ha. Vậy thì có hai câu cho hai ý tưởng là nó hai thằng này tăng, cụ thể tăng lên giá trị, lên đến giá trị bao nhiêu và ổn định ha, hai đối tượng này thì ổn định. Rồi các bạn coi nhé. Năm 2010 nè. Xu hướng, dùng xu hướng nha. Việc tham dự, rồi chút nữa thầy nói cái sự việc ha. Chút nữa thầy nói cái này. Việc tham dự lớp guitar và piano là tăng đến
nhớ tăng đến là increase to á. Cái trên động từ tăng ở bên trên thầy có để đó. Nhớ ghi chữ to vậy ha, increase to. Tăng đến heroes to cũng được. Bao nhiêu bao nhiêu. Rồi cái này cũng vậy thôi, dễ mà. Trong khi đó, tuy nhiên, số liệu cho hai môn còn lại. Cái chữ còn lại như nãy có ghi rồi đúng không? Nè. Hai lớp còn lại, the other two classes hay là types of musical instrument hoặc là types of class vẫn được. Kinds vẫn được luôn ha. Hai lớp còn lại thì ổn định. Ổn định nó có duy trì ổn định thì mình có động từ luôn, stabilize hoặc là remain hoặc là keep hoặc là stay ha. Stable. Rồi, đây là các tính từ ổn định của nó. À, ok ha. Thầy nói chút xíu về sự việc. Thật ra là cái ý này thì nó giống như khổ nhìn chung hồi nãy mình nói về xu hướng đó các bạn. Nó giống đó. Nói chung thì hai câu nói về xu hướng thì thường dùng liên kết từ trong khi ha. Thầy nói chút xíu về sự việc. Thực ra cái ý chỗ này các bạn có thể xài lại cái chữ tỷ lệ. Cụ thể là tỷ lệ phần trăm của trẻ em tham dự lớp guitar piano tăng tăng đến bao nhiêu? Tăng đến à. Thu luôn. Nhưng mình sẽ có một cách viết mới. Mình sẽ có một cách viết mới đó là dùng sự việc đằng trước, dùng sự việc đứng đầu câu. Cái sự việc này dễ nha các bạn, thực ra là mình đọc cái đề mình biết sự việc gì rồi. Hoặc là các bạn dùng chú ý vô cái mệnh đề quan hệ đó. À. Mệnh đề quan hệ nãy mình nói là gì, là trẻ em học. Đúng không? Trẻ em học. Hồi nãy giờ mình nói, hồi đây thầy nói luôn đi ha. Trẻ em học đúng không? Học hoặc là tham dự đúng không? À, học hoặc là tham dự. Thì mình có thể dùng cái động từ học hoặc là động từ tham dự đó mình triển khai, mình chuyển nó thành verb in để biến đổi nó thành sự việc. Có nghĩa là việc học hoặc là việc tham dự. Để thầy ghi ra đi ha, cho các bạn dễ hiểu chút. Ừ, nếu mà thầy dùng cái sự việc là việc học á, việc tham dự á, thì các bạn có thể dùng verb in attending, learning guitar lesson hoặc là đây thì thầy đổi từ luôn đi ha, cho các bạn luôn choosing, dùng verb in vẫn được ha. Mình sẽ nói là việc học tăng lên. Ừ, việc tham dự hoặc là việc chọn cái lớp này tăng lên đến bao nhiêu phần trăm. Thì thường thì nếu mà dùng sự việc thì các bạn bổ sung thêm đối tượng
đằng sau số phần trăm ha, ví dụ như là đối cho em nè, 20% cho em. À, 20% cho em. Nhưng mà nếu như cái động từ đó mà nó có cái workform á, cái danh từ. À, danh từ của nó thì mình có thể xài danh từ ha. Attendance, ví dụ như vậy, attendance. Cũng có thể bạn xài verb in vẫn được ha. Việc học lớp guitar, việc tham dự, việc chọn lớp guitar tăng lên đến bao nhiêu phần trăm. À nhớ ha. Cái này thì cách viết này thì cho mình đỡ bị trùng cái cách dùng chữ tỷ lệ. Rồi, mình quay lại bài. Thì ở đây thì dùng sự việc ha, các bạn muốn xài tỷ lệ vẫn được. Việc tham dự lớp guitar là tăng đến 20 và 15 phần trăm trẻ em. À. Rồi phía sau thì giống rồi. Trong khi đó thì số liệu cho hai lớp còn lại thì ổn định ha. Rồi viết đi các bạn, viết đi, viết cái ý đó đi ha. Rồi à, thầy chỉ cần giảng thêm cái ý dưới này là các bạn biết viết rồi. Và mình chuẩn bị qua bài số 2 nhé. À, cho do nãy thầy vô trễ cho nên là mình sẽ đi tốc tốc hành chút xíu. Rồi các bạn cứ ghi đi, thầy sửa tiếp nè. Chuẩn bị qua ý cuối ha. Ý cuối thực ra là nó trùng với cái phần giữa đó. Thầy giảng là các bạn có thể chủ động viết được luôn. Rồi mình sẽ qua thử sức bài số 2 ha. Rồi các bạn ghi đi, cứ ghi đi ha. Rồi. Ở bé Nhi coi bài số 2 luôn đi, chuẩn bị qua nè. Cái bài bài qua phát á. Rồi bạn nào nếu mà nhạy bén coi luôn bài số 2 giúp thầy nhé. Rồi ghi đi các bạn. À, cái câu nãy thầy nói đúng không? A large percentage of thì động từ chính nó sẽ là nằm ở cái vế trước này, cái vế mà sau cái percentage đó. Thì có nghĩa là thay vì em xài là mình để quan hệ đó với là student who đúng không? Thì mình dùng mình để thường luôn ha. Choose. Rồi, okay. Rồi. Rồi các bạn ghi đi ha. Chuẩn bị ý cuối. Đúng rồi.
Cái này Vân em bổ sung là crop tu hả mọi người? Tăng lên đến hoặc tu 20%. Ừ, đúng rồi. Rồi chuẩn bị cuối nha. Này không xài settle ha Tuấn ơi. Cái này em vẫn xài stabilize hay remain stable cho này nha. Không không có xài settle. Settle này là định cư, dạng ổn định mà anh nghĩ định cư rồi. Cái này sai ha Tuấn ơi. Không có xài in the middle ha. Và wrap cũng sai nữa. Craft cho para. Thầy khuyên em vẫn xài thời gian ha. Yếu tố thời gian em vẫn ghi thời gian bình thường. Đừng ghi vậy nó sai nè. Ừ, cứ ghi bình thường thôi. Vẫn ghi năm bao nhiêu luôn nha. Ghi vậy nó trừ điểm á. Rồi. Stable là tính từ rồi nha, Tân ơi. Kept stable. Này Khánh em ghi Nguyễn Hà Minh Khánh Nguyễn Hà nha, chắc để thầy gọi Hà đi. Bé Hà, cái này là thiếu thiếu to be nè. Nên em xài tính từ đúng rồi nhưng mà thiếu to be ha. Were non fluctuating. Or stabilize. Rồi đúng rồi. Ba đứa luôn học đủ ha. 2 tuần 1 tiếng. Rồi được rồi, ý cuối ha các bạn. Ý cuối đi, thầy sẽ qua bài số 2. Số 2 luôn cho nó kịp. Chịu khó nghe, hôm nay học tới 10, 11 giờ 15 nha. Tại nãy thầy dụ sao? 11 giờ 15 hoặc 11 giờ 20. Rồi, ý cuối nha. Ý cuối thì thầy vẫn sẽ sử dụng xu hướng nha. Thật ra nó còn yếu tố so sánh nữa, nhưng mà thầy vẫn sử dụng xu hướng nha. Hay cụ thể đó là hay cụ thể đó là từ cái thời điểm giữa này tới thời điểm cuối cùng thì các bạn thấy là guitar với piano đều là tăng ha. Rồi drum và violin thì có tăng có giảm. Rồi các bạn coi cách thầy làm luôn nè. Cái này thì thầy linh hoạt chút xíu nha, thầy sẽ chỉnh linh hoạt chút xíu. Thầy sẽ chỉnh linh hoạt chút xíu nha.
Thôi cái này thầy chỉ cho các bạn luôn nha, về các bạn viết thêm cho thầy thôi. À, thật ra nó cũng y chang với hồi nãy thôi. Năm 2005 ha, tỷ lệ phần trăm của trẻ em mà à, thầy đổi chữ tư vấn cho bạn luôn nè. Chọn môn guitar và piano ha, đều tăng ha. À, bầu chứ. Rồi điều tăng lên cái này các bạn học được một cái cách mới nè, đó là thầy xài cái chữ tăng trên lệch, hiểu không các bạn? Nghĩa là thay vì các bạn xài là tăng lên đến bao nhiêu phần trăm đúng không, giống như cái năm 2010, thì mình còn một cách nữa, đó là tăng khoảng trên lệch. Thật ra các bạn muốn sử dụng ý tưởng là tăng đến cũng được, không có vấn đề gì hết. À nhưng mà thầy muốn cái phần này viết nó khác chút xíu. Các bạn thấy là cái gì? Cái này lên gần 30 à. Từ 20 lên gần 30 ha. Và ở đây là chắc khoảng 15 gì đó, à, hơn 15 xíu. Lên gần 25. Lên 25. Vậy thì hai cái thầy sẽ có ý tưởng đó là tăng trên lệch khoảng 10. Gọi là khoảng 10 ha. Khoảng 10. Và các bạn nhớ cho thầy ở đây cách dùng từ đó là increase by ha. Tăng trên là khoảng 10. À. Hay bên dưới cũng được, các bạn muốn xài cái nào cũng được. Cái này cũng là khoảng ha, a further 10. Rồi tuy nhiên dưới 7%. Rồi cái này thầy nói nè. Hai cái này các bạn vẫn viết dùng tăng và giảm đều được, nhưng mà có cái ý cuối này thì nếu mà các bạn ghi ra hai câu nữa là nó tăng rồi nó giảm thì hơi rườm rà. Thầy có một cái cuối này, có một cái ý này nè. Thường cái này chỉ dùng cho ý tưởng cuối thôi, nghĩa là cái độ nổi bật nó không còn nhiều giống như là ở cái khổ trong bài 1 nữa. Thầy có thể gom nhóm được này các bạn. Cái này thì thật ra là chỉ áp dụng cho ý cuối và một số bài thôi. Cơ bản thì các bạn vẫn có thể nói là nó tăng và nó giảm bao nhiêu thì được nhé. Thì thầy có một ý tưởng này là các bạn thấy à, dù nó tăng lên đây nó giảm xuống nhưng mà điều chung quy một cái giá trị là hai thằng này vẫn khoảng dưới 7 à, hay là các bạn cho dưới 8 cũng được, khoảng dưới 7 ha. Thằng này nó có nhìn này dưới 8 chứ, rồi thầy chỉnh là khoảng dưới 8 ha các bạn, điều là dưới 8. Nghĩa là dù nó tăng hay nó giảm thì nó vẫn dưới 8. Ok, vậy thì chút xíu ha, này là dưới 8 nha. Dưới 8%, cái này thì dùng câu chủ động luôn nè. Dưới 8% học sinh chọn hai môn còn lại. Các bạn thấy chưa? Cho nó đỡ phức tạp. Rồi, các bạn hiểu ý của thầy rồi ha. Xong bây giờ mình qua bài số 2 ha, mình qua bài số 2 đi để mình luyện tập luôn. À, hôm nay mình luyện tập tới 11 giờ 15 hoặc là 20 luôn nhé. À, hồi nãy thầy vô sao. Rồi làm luôn nha các bạn, tiếp tục luôn nhé. Làm nhanh nhanh cho các bạn đỡ mệt. Thật ra nó y chang luôn, nó không khác gì. Rồi các bạn bấm cái bài số 2 nhé. Bấm cho thầy nhé. Rồi bạn nào đang viết thì cứ viết đi, thầy coi lại khúc trên cho. Hoặc là các bạn nộp bài riêng đều được. Phải bắt buộc chứ, bắt buộc phải nộp bài riêng chứ. Rồi qua bài số 2 luôn nha các bạn. Rồi các bạn có biểu đồ nè, thầy giảng luôn nè.
Biểu đồ bên dưới đưa ra con số, lúc này là con số nha. Biểu đồ bên dưới đưa ra con số người được tuyển dụng vô năm loại hình công việc tại một vùng của Australia của Úc ha. Năm 2001 và 2008 thì cũng giống như nãy thôi mà nó chỉ có hai thời điểm. Nó chỉ có hai thời điểm thôi ha. Quên để thầy chia hai bài ra. Rồi, các bạn qua bài số 2 nhé.